Chà, đây là gọi là cái gì, viện bảo tàng à? Bảo tàng đấy là, đây là đồ cổ hay gì? Chắc đây là cái xương hay là cái gì của bọn nào nhỉ? Còn đây là cái đồ chắc ngày xưa này. Ô, cái cả thẻ tre kìa. Đây. Vẫn còn có cả thẻ tre này, bàn ngày xưa này. Thẻ tre có chữ. Đây là cái vật liệu để làm ra cái chum này. Những cái tre này để làm. Đây này, còn các cả thẻ tre có chữ này. Đây, đồ gỗ ngày xưa này. Thẻ tre này. Đá này. Đây là sừng con sừng hiêu. Đây chum này to này. Đây ngày đây xưa chum cỏ này. Chum cỏ này. Chum mình. Nhưng mà ngày xưa người ta làm thế này là đẹp rồi. Làm thủ công này là xấu hơn bên mình. Mình làm đẹp hơn nhiều. Đây này. Đây là bát cổ ngày xưa đây. Bát này, chum này. Bát này. Cái chum này làm thủ công từ ngày xưa là miệng hơi méo. Đây là bộ chum. Đây là à đấy. Đây là trà đây nhỉ? Không này. Giống là giống trà của Trung Quốc. Người Trung Quốc nhập uống ngay đây. Gan gan. Đúng rồi, đúng rồi. Xấu. Xa xưa nhưng mà đây là cái men nó xấu. Không, Việt Nam đẹp quá. Việt Nam cũng phải vậy thôi anh. Vậy cái gì bắt bán đúng ngày xưa nó đẹp. Nhưng mà cái này là từ thời gọi là chiến tranh đánh nhau cơ mà. Không, không phải chiến tranh, bao nhiêu năm rồi. Cái hiện đại bao nhiêu năm. Cái này nó bị đây này 1981 đấy. Ờ, 1981 là nó bắt đầu ấy. Chắc là trục vớt rồi. Trục vớt là từ năm 1981. Ừ, cái chu này nó khống chế nó mang từ 4 mét rồi mà nó khống chế được. Đây này. Căn bản mình phải xem cái liên đại của những cái đồ là như nào nhé. Đây này, một bộ luôn này. Đấy. Có bát này, có bình này, có cái con kia không biết để làm gì. Rồi có cả cái vuông vuông. Đây, cái vuông vuông này không biết làm gì này. Ở đây là bình rượu, cái đĩa này và cái con kia. Đấy. Đây, 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 cái này thì mọi người chơi sen này. Có cái bình này thì đang bị thiếu một vài chi tiết. Đây là đĩa, bát, bát to, cốc uống trà. Còn cái này không biết nó là cái gì. Đây, bình này đây này. Chào. Đây những cái chi tiết đây, cái này chắc là cái nghiêng mực hay cái gì này để bút này. Xem phim cổ thì con đoán thế. Anh ơi, những cái đồ này nó đơn giản như này. Những cái đồ này là cực tàu ấy. Vâng. Đây là cái lược này, lược chảy cháy này. Đúng không? Lược chảy cháy. Chảy cháy, đây cái tàu hút thuốc này. Bàn cờ. Bàn cờ, cờ này thì đánh kiểu gì? Cờ tướng. À đây đây có cả quân xe con đấy. Người ta viết chữ này này. Đấy. À, thông minh nhỉ. Tướng sĩ tượng xe phong mã thôi. Đây đây là cái chum cổ hay cái này gọi là cái gì anh không? Chum vỡ. Kia cái để nấu cơm. Quả thông này, đây là quả thông này này, quả thông cổ này á. Hay là ngày xưa ta nấu canh này này. Lấy cái quả thông này để làm nấu đồ nấu. Đây là bằng đồng hay bằng sắt đi. Cái này đồng. Bằng sắt. Đây này, cái nắp của nó này, xấu này. Sắt. Ngày xưa chỉ làm được thế thôi đó. Đây cái muôi. Đây là bát cổ hay chưa? Cái này đời này đời đời bây giờ rồi. Đời không sang đồ đồng rồi. Đồ đồng rồi. Còn đây là xương của con gì đây? Xương người. Xương người đấy. Ờ đúng rồi. Đây hài cốt rồi. Đây kiểu cái ấy táng rồi đấy. Ờ tùy táng này. Đây có xương tìm được cả xương sống rồi lại cả ấy. Cùng cái ảo ạ. Đây là cái sọ của con gì đó. Không biết. Rồi, ở tầng dưới này là cái gọi là thời kỳ đồ mới rồi. Mới bây giờ rồi, đồ sắt, đồ đồng rồi. Còn ở bên trên kia là đồ gỗ. Đây, bên này cũng là đồ gỗ này.
Hôm nay là được ông Chiến Đu cho đi tham quan. Cái này đây là một cặp đấy nhỉ. Đây là tàu chiến ngày xưa đúng không anh? Không, tàu đánh cá. Tàu đánh cá? Ờ, thêm buồm dã man nhỉ.